Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. Hôm nay ông bà cô chú anh chị em có khỏe không? Tony hơi mệt một chút xíu. Bên đây Tony đi làm gì, công việc của Tony nó cũng dễ lắm. That's why hồi sáng, hồi trưa Tony có thời gian lên trên mạng phá một chút. Nhưng mà chiều lại tại vì cái mấy việc làm của mấy người làm á, làm không có xong thì Tony phải ghé bên đó giúp họ làm cho nó xong trước khi đi về bữa nay á. Thì cũng hơi mệt một chút xíu, với lại bữa nay bắt đầu nó hơi mưa rồi, bắt đầu mùa đông nó sắp tới rồi, trời tiết nó thay đổi rồi. Làm con người của mình cũng hơi, chắc một là dễ, hai là chắc mình cũng hơi già rồi, con người cũng hơi nhức một chút xíu vậy thôi, chứ không có gì mấy. Bữa nay để Andy nó lên nó làm cái livestream mà bữa nay nó cũng không có nữa, mình không biết là tại sao nữa, mình cũng không biết, mình cũng không dám hỏi. Nhưng mà đại khái mình mới nói là ngày mười mấy rồi phải không, mình không hiểu tại sao nó không có lên nó nói về cái ai tên đó mà trả tiền lại cho họ, với lại nó đưa ra như là cái tên của người ta thì mình cũng thắc mắc lắm. Nhưng mà nếu mà cái chị gì ai Xin Quỳnh với lại chị Hồ Bạc Hà Hứa gì đó, nếu mà có gửi cái email hỏi lại tiền mà của Andy, mà mình muốn biết thử là Andy có gửi lại cho anh hay chị gì đó chưa. Tại vì mình cũng thắc mắc không, tại sao nó cũng im lặng, nó không nói gì hết á. Mình cũng không hiểu nữa. Mình coi mấy cái comment, bữa nay có một người khán giả nói cái comment, nói là họ không có muốn mình nói về cái vấn đề của Andy HCN nữa. Nói hoài, nói biết cái đánh nó như vậy là thôi bỏ đi. Nhưng mà cái đó nó đâu có, mình nghĩ cái người này không biết có coi hay không coi. Tại vì như mình nói rồi phải không, mình nói là tại vì nó có cái chuyện xảy, mình muốn biết cái sự thật như vậy thôi. Nhưng mà họ nói là họ không thích nói về Andy nữa. Thì cuối cùng họ nói nếu mình cứ nói vậy hoài thì họ không có coi nữa. Thì Tony nói vẫn cứ nói thì you know, mình không có muốn họ waste thời gian, you know, coi những gì mà họ không thích vậy thì thôi. Còn mình cũng cảm ơn họ cho cái ý kiến, nhưng mà mình vẫn nói những gì mình muốn nói. Mình không hiểu tại sao mình nói cái vấn đề của Andy này họ không thích. Ai muốn hiểu thì hiểu, ai không muốn hiểu thì không hiểu, phải không? Rồi cái chuyện mình muốn nói tiếp là cho cái kênh của anh Lê Minh Trung á, phải không? Thì sáng hôm nay mình có coi cái video của ảnh một chút xíu, thì một chút nữa mình sẽ nói về cái vụ mà ảnh nói về Andy HCN mà bị COVID, phải không? Cái lý do tại sao mình có thấy hơi bất cười quá. Thì đầu nữa mình kể một câu chuyện của Andy, em nghĩ ông bà cô chú anh chị em nghĩ làm sao. Tại vì bữa nay nó cũng không có gì để mình nói nhiều lắm. Thì coi như Tony lên đây nhiều chuyện với lại nói tầm xàm đi nha. Nếu mà ông bà cô chú anh chị em thấy Tony nói nhiều quá, mỗi ngày nhiều quá thì Tony sẽ ngừng lại. Chừng nào có cái gì quan trọng nữa để nói. Nhưng mà hình như nó thành một cái thói quen rồi. Tony cũng hình như cũng có nhiều khi mình cũng tự ái, tại mình không có gì để nói. Nhưng mà cũng như là coi như Tony là một người bạn đi, phải không? Có nhiều khi Tony cũng thấy về nhà rồi, như gia đình xong hết, có một thời gian cũng muốn lên đây, cũng muốn nói này nói kia, you know, chỉ đơn giản vậy thôi, nó cũng không có gì hết. Nhưng mà Tony muốn nói cái anh Lê Minh Trung này, như hồi bữa qua Tony để kêu ảnh subscribe với đăng ký cho kênh của ảnh đó, hy vọng là ông bà cô chú anh chị em qua bên đó giúp ảnh một tay. Tại cái anh này thấy Tony lúc nào cũng vậy, mình thấy cái nào nó xứng đáng hay là cái gì đó, ảnh thường thường như nó với một đám người, Tony lúc nào cũng thấy vậy. Nếu mà mình cái suy nghĩ của mình sai, phải không? Against một đám người đi, nhưng mà anh này anh có can đảm để anh đứng dậy một mình, anh nói ra những gì trong anh thấy đó. Đối với Tony mấy người như vậy đúng là mình phải hâm mộ họ. Mình lúc nào Tony là từ lâu rồi, Tony có thấy, có nghe, cũng đọc cái kinh của anh, nhưng mà hồi đó là Tony đi, you know, mình đi chung một đường với lại Andy, Tony không nhìn ra. Nhưng mà anh lên anh nói anh cũng ấy, nhưng mà Tony không có thấy được cái rõ mấy cái thời gian đó. Mình nói thiệt, mình thấy thì mình nói, còn mình không thấy sao mình nói được, phải không? Thì Tony không thấy gì hết á, mình chưa có thấy được gì hết á. Nhưng mà anh thấy rõ như vậy rồi, anh lên anh cũng nói. Thì đại khái cái thời đó hình như là Andy với mấy người đó cũng phản ứng nặng lắm. Mình không biết tại sao một thời gian hình như kinh nó bị không biết, Tony không biết bị tại sao anh mất hết, mình subscribe và anh cũng không còn gì nữa hết á. Thì cái này cũng như là Tony đóng có bao nhiêu người, chỉ có như có 2.000 ông bà cô chú anh chị em thôi, chứ không phải 9.000. Nhưng mà mình hy vọng là ông bà cô chú anh chị em để tình một chút nhân qua đăng ký cho anh kênh của anh đi. Tại vì mình thấy anh làm nhiều chuyện đúng lắm, mà cuối cùng cũng bị người ta chơi mất cái kênh của anh hết. Bây giờ anh chỉ còn có hình như có 100+ subscriber, hình như anh mới làm cái kênh mới á. Thì mà Tony sẽ bỏ cái link trong cái comment section á. Thì Tony nhờ ông bà cô chú anh chị em qua đăng ký cái kênh của anh mình coi đi. Tại vì Tony thấy anh con người rất là thật thà, nói nhiều chuyện, anh phân tích ra những rất là hay luôn. Thì giúp Tony nha, tại vì Tony thấy anh là một người
Nếu một người dám đứng dậy mà nói lên một chuyện mà trong 1.000 người không ai dám nói, thí dụ như vậy đi, phải không? Giống như chuyện sẽ xảy ra bây giờ, Tony có hỏi là tại sao mấy người kia không dám nói, đâu có ai dám nói đâu. Nếu mà họ có một nửa cái, như cái anh Trung này thì nó đỡ biết mấy, phải không? Cái kế tiếp mình muốn nói nữa là cái gì đây, tôi quên nữa. Đại khái phải không? Thôi nói cái này trước đi nha. Bữa nay thì mình có một khán giả tụi qua kinh của mình á, thật ra là cũng ngạc nhiên lắm. Nhớ bữa hôm kia mình có nhắc về cái vụ mà cái đứa em ở bên New York á, phải không? Thì bữa nay á, đứa em đó nó ghé, nó cứ để comment cho mình, phải không? Mình cũng ngạc nhiên lắm. Đối với mình thì không có gì hết, nhưng mà nó để ra cho mình một cái chuyện mà mình nghĩ lại thì chắc ông bà cô chú anh chị em cũng thắc mắc lắm. Cái thời gian mà hồi Huệ đó ở New York đó, phải không, mà đụng chạm với Andy với lại cái người kia đó, phải không, thì mà họ nói qua nói lại hoài, phải không? Nhưng mà Tony nói một câu đó là Tony nói là Tony không có nói, sẽ không bao giờ nói về với đứa em gái này. Thì chắc ông bà cô chú anh chị em có bao giờ nghĩ là tại sao Tony nói như vậy không? Nói thiệt á, bây giờ sẵn là bữa nay thấy là she ghé cái kênh để cái comment thì Tony sẵn đó có cơ hội thì Tony nói luôn, giải thích luôn. Tại vì đối với Tony nó cái thời gian đó, phải không, Tony đúng là quen Andy rồi, quen như là đại khái họ khó tên là chính nghĩa cái gì đó, nhưng mà ở ngoài đời mình ở ngoài đời cái mỗi người nó đối xử với người nó khác nhau lắm, phải không? Tony không biết là mấy người này là như Andy với những người kia họ ở đâu họ tới, không, mình chỉ quen ở trên mạng thôi. Nhưng mà cái cách mà họ đối xử, cái cách mà họ nói chuyện với lệ Huệ đó, Tony thấy nó làm sao á, phải không? Tại với không phải là mình là người đàn ông hay là mình quân tử cái gì hết đó, nhưng mà Tony không biết cái gì hết, phải không? Chỉ nghe chuyện nó xảy ra, tự nhiên một ngày Andy lên gọi ô xin làm gái cái này cái kia, làm cái động này tùm lum á, trong lòng của Tony, phải không, nó thấy sao á, Tony nói thiệt á. Thì đó, thì hai người kia cứ đồng nhau mà nói cho đã, phải không? Nói hơi cái này nói kia thì Tony thấy Tony không có quen, you know, cũng như là mình bạn trên mạng thôi, phải không? Nhưng mình cũng tự trọng lắm, mình không dám xía vô nói ô đừng có nên nói này, đừng nên nói kia. Tại đúng là thiệt là họ mỗi người nó mỗi ý, you know, ý mình thôi là Tony không đồng ý với cách họ nói chuyện với em gái bên New York đó, nhưng mà Tony không biết nói làm sao, phải không? Chứ không lẽ Tony xía vô rồi nói ồ cái đó không phải tánh của Tony đâu, thấy cái nào không đúng là Tony không làm thôi à, chứ không phải là ô mình một băng một gì, không có, không bao giờ, không có nghĩ là that's why Tony không có bao giờ, you know, họ nhắc Andy cứ nói hoài hồi đó, nhưng mà Tony không có bao giờ nói thêm Tony là những người chính nghĩa chính gì đó, nó không bao giờ, phải không? Thì that's why cái lý do tại sao Tony làm cái video đó đó, Tony nói là Tony sẽ không có bao giờ, you know, trả lời hay là không có bao giờ nói đến cái em gái này. Tại vì cũng như là cái đó cũng như là Tony cách một điều mà Tony muốn nói cho hai người kia đó, đừng có nói với hơi như vậy nữa. Tại nói kiểu vậy, phải không? Tại vì không phải là chị đàn bà cái gì hết, nhưng mình là người đàn ông, mình lớn hết rồi, phải không? Mình có nói chuyện đàng hoàng lại một chút đi, phải không? Yeah, ý mình đâu nó trên mạng, ý mình đâu là thí dụ như thôi, mình thôi mà không biết cái gì hết, phải không? Nhưng không biết ở đâu nó ra như vậy, là hai người đó không biết ở đâu nó cái tin tức nó nói vậy, là làm gái làm này làm kia tùm lum tùm la hết, phải không? Nhưng mà Tony thấy mình một người đàn ông, phải không? Nếu mà sự thật như vậy mình cũng không nên nói, phải không? Cũng như là nhiều khi Tony nghĩ lại, Tony thấy cũng bắt cười cách họ nói chuyện đối xử với người ta vậy, phải không? Rồi Tony cứ nghĩ là ô chắc làm cái video vậy Tony nói vậy, hy vọng là họ suy nghĩ lại những gì họ nói rồi họ ngừng. Tại vì nếu mà Tony không nói nghĩa là sao, nghĩa là chắc vậy, nhưng mà hai người này không nghĩ gì hết, họ cứ tiếp tục làm tiếp cái thời gian đó thì thôi, Tony cũng im luôn, Tony không nói gì hết. Tại vì you know, cái nhiều thứ mình không có nên nói, ý mình là nó sự thật đi, phải không? Mình cũng không nên nói, tại vì nó làm mình mất cái giá trị con người, của riêng bản thân của mình đó. That's why Tony không có nói gì mấy chuyện gì vậy, thôi không có bao giờ Tony nói gì mấy chuyện riêng tư của mấy người ai mà mình biết là sự thật, nhưng mà Tony không bao giờ làm đó. Cái đó mà cái lý do mà tại sao Tony nói là Tony sẽ có cái gì đó mà Tony thấy đối với đứa em này, that's why Tony sẽ không bao giờ nói về cái đứa em này. Thì đó, bữa nay được không cũng ngờ lắm là CEO sẽ để cái comment thì Tony cũng có cơ hội Tony giải thích cái lý do mà tại sao Tony không có nói đến cái em này.
Rồi kế tiếp cái này mình thấy cũng mắc cười lắm phải không? Thì mình coi cái video của anh Lê Minh Trung phải không? Thì anh nói em này nó bị COVID phải không? Nó bị COVID, đúng thiệt, nó bị COVID. Nhưng mà nó đi nghe trong cái video nó nói tại vì nó đang đi làm từ thiện phải không? Ở nhà đi phát mền cho mấy người vô gia cư. Trời, mình nghe mình thấy đúng là cũng em đi mình nghe không mà chưa bao giờ thấy. Nếu mà nó có chắc em này người đầu tiên mà nó bỏ lên video cho coi liền rồi chứ. Không có ngồi đó để đâu mà nói. Thì Tony vừa nghe cái đó Tony bắt cười lắm phải không? Tony nhiều khi Tony suy nghĩ lại nói đúng ông trời ông có mắt thiệt á. Tony nói thiệt chứ không phải nói giỡn. Thiệt mà phải không? Tony với lại con của Tony đi làm đi phát cơm cho chị Hương gặp mấy người vô gia cư đó không? Tới gần bắt tay đưa tay còn cầm tay còn ở nói chuyện trên mặt nữa. Tony không bao giờ mang cái mặt nạ không có gì hết. Phải không? Cũng hơn một tháng mấy hai tháng rồi phải không? Có bị gì không? Đâu có đâu. Andy chỉ có đi phát mền cho mấy người vô gia cư mới một bữa là bị COVID liền. Ông bà cô chú em cho nghĩ sao? Tony nói thiệt á, phải không? Phải không? Trời có mắt không? Nhưng mà ngược lại Tony nghĩ gì vậy nè, phải không? Andy nó đi phát mền ở trong nhà của nó mà nó cũng bị COVID. Xin lỗi ông bà cô chú và chị em nha. Chứ sao nữa phải không? Chứ không phải đi phát mền trong nhà nó. Vợ của Andy kêu Andy ơi chạy vô phòng lấy cái mền giùm cho tôi đi. Andy chạy vô phòng nó lấy cái mền nó liền qua cho vợ của nó. Nó nói đó tôi bữa nay tôi đi phát mền. Xin lỗi ông bà cô chú và chị em nữa. Rồi chắc bữa nay mình không biết cái video nó bực dài hay không nữa. Nhưng mà cho mình nói về cái vụ cái 500 phải không? Cái 500 mà má của mình nói gửi cho Denise á. Thì bữa nay chắc cũng 3-4 bữa rồi phải không? Hình như là chắc Denise cũng sẽ không trả lời cho Tony rồi. Thì làm sao đây với cái 500 đó thì Tony nói với, để vài bữa nữa để coi đi Denise thì Tony chắc nghĩ chắc không có rồi, chắc ông bà cô chú anh chị em cũng hiểu đấy rồi không? Hình như là cái 500 mà Denise đưa cho Andy nó có nhiều giá trị hơn là 1.500, nhưng hình như là má của Tony 500, chị Hiền Đức 500 rồi cái kia nó cũng không có xứng đáng để nó lấy lại thì thôi. Chứ giờ mình hỏi mình làm sao nữa phải không? Thì thôi mình làm chuyện khác. Thì Tony có nói chuyện với má của Tony, hỏi cho để đưa cho Tony cái 500 đó đi để cho Tony đưa cho người khác để làm từ thiện. Má hỏi hả? Đưa cho mày hả? Thì nói Tony ứng đúng đưa cho Tony kiếm người khác. Má nói đưa cho mày còn lâu á. Ai mà tin mày. thấy chưa bà cô chú anh chị em, cái này mẹ con mà nói từ thiện mà bác còn không tin thì nói chi người hoài, thấy không. Nhưng mà thôi cuối cùng Tony cũng khuyên bà được thì bà sẽ đưa cái 500. Bà nói Tony quyết định đi thì cuối tuần này Tony sẽ ghé lấy cái 500 đó. Nhưng mà bây giờ Tony đưa cho ai đây phải không? Thì Tony coi hai cái từ thiện lượng, một là NDHCM từ thiện phải không, chính nghĩa từ thiện. Thì mình coi thử Andy nó làm được cái gì. Thì nhưng mà thôi nó không biết đứa trai nữa hết phải không? Thì người thứ nhì thì chắc mình thôi đi nghĩ là cái gì, một ngày nên làm một điều tốt phải không? Một là đưa cho Andy, hai là đưa cho một ngày nên làm một điều tốt. Thì đó thôi không biết là cho một chút nữa thôi sẽ phân tích cái khác biệt nào là thôi sẽ quyết định. Chứ bây giờ thôi đi nghĩ hai người nó giống nhau quá phải không? Bữa nay bữa Andy thì nó nói đi phát mền cho người vô gia cư. Phải không? Một ngày nên làm một điều tốt thì đi giúp mua đồ bánh gì bánh tiêu cho cái chú gì đó phải không? Ai cũng làm điều tốt hết. Mình thấy nó cũng bằng mà công bằng đi không, nhưng mà cái mà muốn nói tức là chị Hiền mình không biết, Tony không dám nói cho chị Hiền, chỉ có là Tony sẽ lấy cái 500 của má của Tony sẽ đưa cho trong hai trong một người này. Hồi đó Tony nghe là chị Hiền sẽ nói là chị sẽ bỏ thêm 500 nữa, mình bây giờ không biết là chị Hiền nghĩ làm sao thì Tony không dám nói cho chị Hiền, chỉ nhắc lại cho chị Hiền thôi. Nếu chị Hiền muốn thì mình gom góp cho chung, mình sẽ gửi cho một người thì trong hai người này không biết người nào trước phải không? Chị Hiền biết rồi nhưng mà thôi chưa có biết. Thì đó, nếu chị Hiền muốn thì mình làm chung, còn nếu chị Hiền không muốn thì thôi. Thì hai người này thấy không, thấy không biết làm sao đây nữa, hơi khó quyết định quá ông bà cô chú anh chị em. Thì nghĩ nếu mà Tony đưa cho NDHCN thì nghĩ nó không lấy đâu. Nó lấy đâu, còn 200 kia nó nuốt bây giờ nó còn chưa nghẹn, nói chỉ cái 500 này. Thôi nó dơ thôi nha. Nhưng mà thôi nó chắc nghĩ là sẽ đưa cho đứa cháu
một ngày nên làm một điều tốt phải không? Làm vậy là miễn sao mình làm đúng rồi, như má của Tony cũng nói đơn giản vậy thôi phải không? Làm 500 đó thì mình phải đi đổ xăng rồi đi mướn phòng, đại ca không biết Việt Nam có mướn phòng, nhưng mà đi ăn, đi đổ xăng, đi mướn phòng không biết cần đổ xăng không nữa phải không? Thì cũng không sao hết, nhưng mình phải minh bạch mình xài cái gì, mình phải nói cái nấy phải không? Chứ đừng có im im lặng lặng không có tốt. Cái thứ gì mới nói làm sao làm hết, bà không cần biết, bà tin tưởng Tony quyết định sao là đúng, nhưng mà nói làm sao làm, đừng có bắt bà phải lên đây giải thích là cái tiền đó để làm cái gì hay là đưa cho ai nha. Bà không muốn làm vậy đâu. Rồi, nhưng mà Tony cô không biết nói làm sao đây nữa, thì sẽ chắc tuần sau mới giao Tony lấy cái tiền của nhà, lấy cái tiền của má của Tony, chắc sometime thứ nhật thứ hai thứ ba vậy Tony sẽ gửi qua cho liên lạc với một ngày nên làm một điều tốt. Thì đáng lẽ Tony nghĩ sẽ đưa 100 cho cái chú kia, nhưng mà Tony cô không có xía vô, cái đó là suy nghĩ của Tony thôi, tại thấy có nhiều người, sẽ có nhiều anh chị em ở bên Mỹ thấy cái video đó đã cho cái chú đó rồi, thì Tony cô không biết nữa, không biết là nhiều hay là ít nữa, nhưng mà chừng mà Tony gửi cái tiền đó qua thì để cho cái cháu đó nó quyết định nó làm gì nó làm, tại vì you know, mình giao tiền, mình tin tưởng, mình giao tiền cho her thì để cho đứa cháu nó làm phải không, làm đứa cháu này biết mà mình tin tưởng đứa cháu này sẽ làm, nó làm nó rõ ràng như vậy để cho ADHD nó nhìn ra, nó biết là cách làm sao mới đúng phải không, chứ không phải im im lặng lặng giữ tiền xong rồi không nói cái gì hết á, chứ cái đó kiểu vậy á không có đúng đâu Andy ơi. Chứ nhiều khi phải học hỏi đi, mình tôi là mình lớn hơn lúc nào cũng vậy, mình giờ có già bao nhiêu nữa, với lại không có bao giờ, nó không có bao giờ trễ để học hỏi đâu. Thì mình cứ để cái video luôn, xin lỗi nha, nhưng mà from now on cái video nào mình cũng để, mình sẽ để cái video của Andy nó ở phía trước hết đó phải không, để làm chi, để cho Andy nó nhớ mỗi lần nó coi cái video của Thôn thì nó nhớ sai thì phải sửa. Thôn thích cái câu đó lắm. Vài bữa nữa Thôn thì sẽ làm dài cái áo Tony sẽ mặc, mà nếu mà ông bà cô chú anh chị em thích cái áo mà Tony làm ra phải không, tại thấy nó đẹp mà vừa xứng đáng nữa phải không, sai thì phải sửa, thì Tony sẽ mang phải không, để ADHD trên cái mặc áo đó phải không, sai thì phải sửa. Tony thích cái áo đó chứ before Andy nó copyright nữa, nó không cho Tony làm cái áo nữa là phiền lắm. Thôi bữa nay cho Tony nói với ông bà cô chú anh chị em thôi, tại vì cũng không có chuyện gì mấy để nói hết á. Im lặng thì cũng không được, nhưng mà lên đây nói nhiều quá cũng không có gì để nói, chỉ có là hy vọng là Andy nó sẽ ra cái actually có chuyện để nói, nhưng mà Tony không muốn nói bây giờ phải không. Tony không có đặt ra có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà Tony không muốn nói, mình nói càng nhiều thì nó càng sợ chuyện đấy. Thật ra đáng lẽ Tony phải nói ít lại hơn một chút xíu cho nó lên đây cho nó ồn ào á nó mới vui, chứ tự nhiên mấy hôm nay nó im lặng lại hết, thấy không, thấy nó cũng hơi kỳ quá. Nhưng mà Thôn đây có một chuyện Thôn đây muốn nói, sẽ kể cho ông bà cô chú em từng sau nữa. Thì từ đó mình sẽ hiểu được cái chuyện gì xảy ra với anh Lộc cái thời gian mà ở trong tù á, phải không? Thôi, Thôn chỉ nhắc vậy thôi nha. Xin chào ông bà cô chú anh chị em.